Chào các bạn, video hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách thắng nước cốt dừa để chế biến những món ăn ha. Thì ở đây mình sử dụng 250g cơm dừa bánh tẻ nạo sẵn các bạn ha. Tiếp theo thì mình sử dụng 200ml nước lọc. Thì trước tiên mình đổ một nửa các bạn ha, rồi sau đó mình sẽ trộn đều cho cái nước cốt dừa nó ra ha. Các bạn trộn đều cho nó ra nước cốt ha. Nếu các bạn coi video này thấy hay thì hãy like, share và đăng ký ủng hộ kênh ha. Cảm ơn các bạn. Chúc bạn thành công với món nước cốt dừa ngon ha.